Mời các bạn xem một mô hình kinh tế trang trại. Đây là thửa ao rộng chừng non 2 mẫu gì đó. Và giờ chủ trang trại đang cho cá ăn. Mời các bạn ngắm nhìn đàn cá. Chúng tôi xin quay cận cảnh một chút để các bạn quan sát. Hầu hết là chấm cỏ, cá trôi, cá chép. Rồi người ta cho ăn không phải là rắc nữa, mà đưa lên cái máy xay xanh kia kìa, đổ thức ăn vào đó. Và cái máy đó nó bắn thức ăn ra bên ngoài, bắn thức ăn xuống mặt ao, những viên cá nhỏ li ti. Đấy, tiêm máy liệt xẹt đó, bắn xuống mặt ao để cá nổi lên ăn. Rất thích mắt ạ. Và họ nói đùa rằng cá ở đây rất lớn. Tôi cũng không hiểu là nói đùa hay nói thật nữa. Cho nên những thanh niên khỏe mạnh cũng không dám lội xuống ao. Những con cá rất lớn, nó lao, nó cắn, nó đớp sẽ gây nguy hiểm cho con người. Tôi nghe nói có những con cá nheo nặng đến 13-14 kg ạ. Thích mắt quá. Xa xa phía bên kia bờ, người ta đang cắt cỏ để ném xuống ao cho cá. Còn đây là cho ăn bằng thức ăn công nghiệp, bằng cám viên nữa. Đây có những con cá nổi gần. Đây là cái máy sục khí á, có những cánh quạt đấy là máy sục khí để tăng lượng oxy trong nước. Rất tiếc là không có một con thuyền ở đây để mời các bạn xem thật cận cảnh đàn cá. Giờ những người nông dân, những người chăn nuôi của chúng ta làm ăn đã, công việc đã nhàn tản đi rất nhiều bởi áp dụng những công nghệ có vẻ giản đơn như thế này. Thức ăn cứ đổ vào cái thùng xanh xanh kia và bấm nút, thức ăn nó bắn ra ngoài. Cái máy chạy xe xe đó, nó bắn thức ăn xuống, một chốc nó lại dừng. Chúng ta đi thăm một không gian khác của trang trại này ạ. Ở góc này chúng ta nhìn đàn cá ăn được cận cảnh hơn ạ. Đây ạ, những con cá rất lớn. Đây là vườn cây ăn trái. Những cây bưởi chưa lớn. Và bên dưới là những đàn gà được thả rông ở trong vườn như thế này. Xa xa là những rặng cây
ăn quả rất lớn khác. Thưa các bạn, qua một clip rất ngắn, một mô hình trang trại nhỏ, vườn cây ao cá. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin kính chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, nhà nhà an vui. Xin thân ái kính chào các bạn.